Vâng, xin chào các bạn đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và như những video lần trước thì em có giới thiệu qua một chiếc Meridia dòng đua rất là nổi tiếng. Và những dòng đua này thì những bên thị trường nước ngoài là hay sử dụng những giải đua bán chuyên nghiệp Meridia Rider 93. Vâng, và lần này xe về được cấu hình xe nguyên bản cho xe. Và độ mới của xe còn rất là đẹp các bác nhé. Xe đua Meridia 93 Rider dòng xuất trong thị trường châu Âu. Và em đã dẫn chiếc xe. Vâng, tông xe vẫn là màu chủ đạo màu đen, đen lì. Điểm nhấn là vàng và xanh trên khung xe rất là nổi bật. Và bây giờ em đi chi tiết tổng thể khung hình xe cho bác xem. Vâng, cái mẫu Rider Passion 93 này thì trước đây em có về một con. Thì hôm nay em mới về thêm một chiếc nữa với độ mới cao hơn. Vâng, đây có nhìn rõ, đây là màu đen 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 sần nó nhá. Meridia Rider 93 Passion. Đây cũng là một mẫu Meridia khá tiên tuổi, được đánh giá bình chọn và cái mẫu hot nhất của năm Meridia năm 2017, tức là 2 năm trước. Làm mưa làm gió trên trang web của Meridia, bán rất là chạy giống cái mẫu Meridia 93 này bên thị trường châu Âu. Tổng thể xe em đoán khoảng tầm 90%, một vài vết sức nhỏ trên xe nhưng tổng thể thì không ảnh hưởng đến xe cả, có thể thấy rõ. Dòng Meridia 93 này thường thì em xem trên YouTube thì họ thường hay đua ở những cái giải đua bán chuyên nghiệp, những vận động viên hay đua giải bán chuyên nghiệp. Hợp kim nhôm xưa nhỉ. Xe có size 50. Xe cao bác bao từ 1m65 đến 1m75. Cổ hút của FSA. Và các bạn biết thì FSA là một hãng chuyên làm cổ hút ghi đông và cọc yên của Mỹ rồi, rất là thương hiệu, rất là nổi tiếng. Ghi đông của xe chính hãng. Và trước đây em cũng về một mẫu xe cũng gần như là độ mới gần như tuyệt đối như vậy. Và những cái màu xe khung hình thì những cái lắm vàng nó rất là nổi bật trên khung hình xe. Đây, nguyên bản trong xe đây. Xe được trang bị với tay lắp Claris, Shimano Claris. Meridia Passion Rider 93. Xe đời cao được chạy dây sườn các bác nhé. Đây, dây sườn của xe đây. Cái dòng xe đua đời cao được chạy dây sườn. Đây là càng xe này các bác. Nhìn còn rất là mới. Cũng bằng nhôm. Xe được chủ cũ nâng cấp thêm với cặp vành Mayer của Jam. Chính hãng Jam. Đấy, được về chủ cũ nâng cấp thêm. Vành Mayer của Jam, vành hai lớp. Bánh, đây là bánh xe đây, lốp xe còn rất là mới, nó nhìn rõ, vẫn còn gai lốp đây, màu đen trắng, rất nổi bật cả một khung hình xe. Vành cặp nguyên của chính hãng ra, xe được phanh 3 mảnh. Đằng sau cũng là may ơn chính hãng của Jam, được chủ cũ nâng cấp thêm. Cốt yên của chính hãng của Meridia. Yên xe của Meridia chính hãng đây. Một mẫu xe cổ điển dành cho thích hợp cho các bác đi những cái giải đua bán chuyên nghiệp. Xe này có bộ khung rất là nhẹ các bác nhé. Giúp cho các bác hoạt động trơn tru, đạp khỏe và bon xe hơn so với những mẫu xe đua thông thường của Meridia. Đây nó có đường cung xe, đường vòm đấy.
Và những video trước em đã nói rồi, những đường vòm này là những đường vòm xe của những dòng xe đua chuyên nghiệp. Người lao đổ về trước nó tạo ra lực đổ mình, bám xe, bám đường, chạy ngon hơn. Xe được sử dụng với củ đề Shimano Gladis, trang bị với 8 tầng lip và 2 đĩa trong bộ của xe 16 tốc độ. Đây lip và xích còn rất là mới, nhìn rõ đây. Xích lip đây, bánh răng và xích còn rất là mới. Củ đĩa Shimano Gladis Belano. Và bây giờ em xin nói tổng thể hoạt động của xe. Vâng, đây là hoạt động của xe lên lip này. Hoạt động rất là trơn tru và mượt mà. Những cái mẫu xe đua bán chuyên nghiệp này thì hầu như là không một lỗ nhỏ gì cả. Xuống lip. Mở bên đĩa. Xuống đĩa này. Lên đĩa. Mọi thứ còn rất là tốt các bác nhé. Và đây là một mẫu đi media rất là hot năm 2017, được bình chọn là cái mẫu xe được nhiều người mua nhất ở bên thị trường châu Âu, dòng media leader 93. Đây là tổng thể thông vâng, em vừa nhắc tổng thể trong chiếc xe media Passion leader 93 là một trong những chiếc xe mà được bình chọn năm 2017 là mẫu xe hot nhất trên thị trường châu Âu, bán chạy nhất và nhiều nhất. Và đây là một mẫu xe giải đua bán chuyên nghiệp cho các bác nào thích đua tập thể hay là cá nhân. Khung xe rất là nhẹ nhé, xe có được chạy dây âm sườn đời cao, hoạt động của xe rất là tốt, xích lip còn rất là mới. Xe máy được tổng thể là tầm 90% xe trên 90%. Vâng, xe bên em có giá là 7,5 triệu, giá rất là tốt, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm nhấn đăng ký theo các kênh kiến xe đạp. Mời các bác gặp xe đạp mai.